Sáng 16 tháng 9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, đi sâu đánh giá tình hình biển triển khai Nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở phân tích sâu sắc toàn diện tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông, cũng như nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ban ngành và địa phương liên quan thời gian tới cần tiếp tục bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động, tích cực, triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đạt kết quả mới quan trọng, thực chất hơn nữa trên mọi phương diện. Theo đó, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan cần huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hơn nữa năng lực thực thi và bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán trên biển, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường hợp tác quốc tế về biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ thị 32 của Ban Bí thư và chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ở vùng biển nước ngoài và sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, đồng thuận trong toàn xã hội và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác Biển Đông, hải đảo, tích cực góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên biển. Chiều nay, Học viện Báo chí Tuyên truyền phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia, hệ thống báo đảng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền. Gần 100 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đến nay hệ thống báo đảng luôn nắm giữ vai trò dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin trong đời sống hàng ngày của nhân dân, có sứ mệnh xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin tuyên truyền, đồng thời là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, hiện tượng tiêu cực diễn ra trong đời sống xã hội để bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Hệ thống báo đảng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị nói chung và tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Tuy nhiên, sự tham gia của các cơ quan báo đảng vào công tác này vẫn còn tồn tại một số hạn chế khó khăn. Ban tổ chức đã nhận được 62 bài tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, các nhà báo trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo cơ quan báo chí truyền thông trên cả nước. Các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống báo đảng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị trong công tác này. Qua hội thảo cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng cả về lý luận và thực tiễn về vấn đề phát huy vai trò của hệ thống báo đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 trong các cơ quan báo chí và trên toàn quốc. Tính đến sáng nay, 16 tháng 9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục cung cấp điện được cho hơn 5,98 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ và lũ lụt, tương ứng với tỷ lệ là 98%. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã cử 270 người và Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã cử tổng cộng 100 người đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện. Các đơn vị điện lực tại miền Bắc đang tiếp tục khẩn trương huy động tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian nhanh nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn. Trong công điện gửi các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp thiên tai để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý nhằm trục lợi. Do ảnh hưởng bởi bão số 3 nên ngành nông nghiệp ở một số địa phương bị thiệt hại nặng nề và làm đứt gãy giao thông vận chuyển hàng hóa ở một số nơi dẫn đến khan hiếm các mặt hàng thiết yếu, làm tăng giá cục bộ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì vậy, trong công điện, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương cần giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng ghim hàng, gom hàng để trục lợi, cần xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lũ bão để
tăng giá bất hợp lý. Bộ trưởng Tài chính cũng đề nghị các bộ chủ động tham mưu cho Chính phủ các giải pháp đảm bảo cung ứng và lưu thông hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu bị gián đoạn sau bão lũ, đồng thời theo dõi sát cung cầu và giá cả thị trường để điều chỉnh phù hợp, chuẩn bị phương án điều hành giá cho các mặt hàng do nhà nước định giá để tránh tác động cộng hưởng lên CPI trong thời điểm thị trường giá cả bị tác động do bão lũ. Đại diện Cục Quản lý Giá cũng cho biết, với các kịch bản xấu đã tính đến cùng với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, mục tiêu về kiểm soát lạm phát năm 2024 vẫn đạt được mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Chiều nay, quận Hai Bà Trưng tổ chức tiếp nhận ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ năm 2024. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 3, nhiều tỉnh thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề, làm nhiều người chết và mất tích. Cùng với đó, nhiều nhà cửa bị ngập, đổ sập, hư hỏng, nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản, gia súc, gia cầm bị thiệt hại, nhiều cầu đường hạ tầng điện nước, cơ quan trụ sở, trường học bị hư hỏng và nhiều khu vực dân cư bị nước lũ chia cắt, cô lập. Với tinh thần tương thân tương ái, Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã triển khai tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các trường chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trên toàn quận. Chỉ sau một tuần phát động, tính đến ngày 16 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã nhận được sự tham gia ủng hộ nhân dân bị thiên tai do bão lũ của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền là 2,49 tỷ đồng. Tại chương trình hội thu đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã trao số tiền là 2,49 tỷ đồng về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của dòng chủ lưu áp sát bờ đã gây sói lở mạnh tại bờ tả sông Hồng trên địa bàn xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, đã xuất hiện sạt lở. Vị trí có chiều dài khoảng 45 mét, sạt lở đứng thành, chênh cao mặt bãi so với mặt nước khoảng 6,7 mét. Hiện toàn bộ khu sạt lở đã ăn thêm vào hơn 5 mét so với cùng sạt bờ. Với cung sạt bờ được kiểm tra trước đó, ảnh hưởng trực tiếp tới 10 hộ dân, khoảng 50 nhân khẩu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Gia Lâm, xã Kim Lan đã khoanh vùng, lập các chốt trực xung quanh khu vực sạt lở. Sau khi nắm được thông tin, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Lan có phương án chủ động di rời tài sản và người trong khu vực nguy hiểm đến vị trí an toàn, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người phương tiện ra sát khu vực nguy hiểm, đồng thời thường xuyên theo dõi, báo cáo kịp thời diễn biến sạt lở với Ủy ban Nhân dân huyện. Ngoài ra, phối hợp về phòng kinh tế huyện để đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để có phương án xử lý kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy Long Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Long Biên đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn quận đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Quận Long Biên kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn quận phát huy truyền thống tương thân tương ái, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tại chương trình phát động do quận tổ chức, lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên và các đại diện phòng ban, đơn vị trên địa bàn quận đã ủng hộ quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hơn 220 triệu đồng. Đến nay, toàn quận đã ủng hộ được hơn 2,2 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Long Biên đã chung tay đóng góp 1,5 tỷ đồng và 30 bộ máy tính ủng hộ nhân dân hai tỉnh Yên Bái và Bắc Giang. Trong đó, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tặng nhân dân vùng lũ của tỉnh này 1 tỷ đồng và 10 bộ máy tính, ủng hộ nhân dân tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng và 20 bộ máy tính. Ngày 6 tháng 9, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây có thông báo 1487 BCTU về việc thay đổi thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập thị xã Sơn Tây, 555 năm danh xưng Sơn Tây và 70 năm giải phóng Sơn Tây và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự kiến lễ kỷ niệm được tổ chức vào 20 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, do tình hình lũ lụt sau bão số 3 diễn biến phức tạp gây ra nhiều tổn thất cho nhân dân, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây thông báo về việc lùi thời gian tổ chức lễ kỷ niệm để tập trung chống lũ và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ. Thời gian tổ chức lễ kỷ niệm được thông báo sau. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo quân đội Nga đã bắn rơi 3 máy bay tiêm kích của Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ trước đó, bao gồm 2 chiếc Su-27 và 1 chiếc MiG-29.
Bộ Quốc phòng Nga bổ sung rằng, trong cùng quãng thời gian trên, phòng không Nga đánh chặn được một quả tên lửa HIMARS do Mỹ chế tạo, 4 quả bom Hammer có dẫn đường do Pháp sản xuất và 55 thiết bị bay không người lái UAV. Trong 24 tiếng đồng hồ qua, Ukraine được cho là đã mất một số khẩu pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa Donald Trump vẫn khỏe mạnh và an toàn trước âm mưu ám sát ông lần hai trong vòng 2 tháng. Mật vụ Mỹ đã phát hiện kịp thời âm mưu và bắt giữ thành công nghi phạm. Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã được thông báo về vụ việc, đồng thời cho biết rất nhẹ nhõm khi biết rằng ông Donald Trump vẫn an toàn. Tổng thống Mỹ ca ngợi cơ quan mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật nước này vì sự cảnh giác của họ, đồng thời khẳng định sẽ không có chỗ cho bạo lực chính trị hoặc bất kỳ bạo lực nào ở nước Mỹ. Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo an toàn cho ông Donald Trump. Về phía quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống nước này Isaac Herzog cho biết Israel bị sốc trước âm mưu ám sát thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Trump và thở phào khi nghe tin âm mưu đã thất bại. Tuy nhiên, Israel cho rằng Mỹ không nên trông chờ vào may mắn và mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho một Tổng thống hay ứng cử viên Tổng thống phải được ngăn chặn từ sớm. Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper cũng bày tỏ sự kinh hoàng trước âm mưu bạo lực chính trị tại Mỹ qua vụ việc vừa rồi. Do ảnh hưởng của bão Boris ngày 16 tháng 9, nước tại nhiều con sông ở Trung Âu tràn bờ, gây ra lũ lụt trên diện rộng, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Vùng biên giới giữa Cộng hòa Séc và Ba Lan bị ảnh hưởng nặng nề vào cuối tuần qua. Lũ lụt đã khiến một số cây cầu bị sập và nhà cửa bị phá hủy, trong khi nhiều ngôi làng và thị trấn ở miền đông Rumani ngập lụt. Theo kế hoạch, chính phủ Ba Lan sẽ nhóm họp trong ngày 16 tháng 9 để ban bố tình trạng thảm họa. Mặc dù nước trên các con sông ở khu vực biên giới Cộng hòa Séc Ba Lan bắt đầu rút, nhưng tình trạng lụt lội vẫn đang lan rộng. Tại Slovakia và Hungary, chính quyền thủ đô Bratislava và Budapest đều đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi nước sông Danip dâng lên. Trong khi đó, dù mức nước sông và hồ chứa ở Áo đã xuống khi mưa giảm, nhưng nhà chức trách cho biết đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra mưa lớn hơn trong vài giờ tới. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 30 người đã bị thương trong vụ nổ lò hơi của nhà máy sản xuất mì ống Oba ở khu công nghiệp huyện Hendek, tỉnh Sakarya, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 9. Vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn lớn, lính cứu hỏa và xe cứu thương ngay lập tức được điều động đến hiện trường. Văn phòng công tố trưởng Hendek đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của vụ nổ. Hiện chưa rõ số lượng công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.